Tuy không phải là mặt hàng thiết yếu, nhưng cứ thời điểm giáp Tết Nguyên đán, sản phẩm tương bần ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào có sức tiêu thụ rất lớn. Những ngày này, cơ sở sản xuất tương Định Thu, phường Bần Yên Nhân đã phải tập trung thêm nhân lực để chuẩn bị đủ hàng, giao cho khách hàng. Tuy chưa được như những năm trước dịch Covid, nhưng thị trường của mặt hàng này đã và đang trên đà hồi phục. Trung bình mỗi tháng, cơ sở cung cấp ra thị trường khoảng 12.000 lít. Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán này, lượng tiêu thụ tăng khoảng 20%. Chưa kể, các cơ sở đang vận dụng nhiều phương thức tìm kiếm thị trường mới. Những ngày này thì chúng tôi sẽ phải tăng công suất lên khoảng 20-25% để cho phục vụ đủ cái nhu cầu mở rộng thị trường trên trang web, trên Facebook hay là Zalo. Theo các hộ sản xuất cho biết, sau khi đã hoàn tất các đơn hàng ở tỉnh xa, thời điểm này, gần 100 lao động của 17 cơ sở sản xuất trong làng nghề tương bần đều đang rất khẩn trương huy động lao động sản xuất phục vụ thị trường Tết các tỉnh miền Bắc. Hiện trung bình, mỗi tháng, làng nghề xuất tiêu thụ trên 100.000 lít. Tuy nhiên, làng nghề đã xác định rõ nhãn hiệu cổ truyền sản phẩm mang tính chất sống còn, vì thế phải kiên quyết giữ gìn nó bằng mọi giá. Cuối năm có những cái đơn hàng đặt để chuẩn bị bán cho dịp Tết, cho nên là chúng tôi ở điều kiện nào cũng phải sản xuất đảm bảo. Đầu tiên là về vệ sinh thực phẩm, cái thứ hai về chất lượng làm sao cho thơm ngon. Mặc dù năm nay là đầu vào ví dụ như gạo đỗ rất là cao, thế nhưng mà tất cả trong làng nghề bà con đều là giữ được cái giá đầu ra ổn định, giữ uy tín cho làng nghề tương bần phát triển cả về sau này nữa. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng, năm nay các cơ sở đã sử dụng nhiều kích cỡ vỏ chai, dung tích từ 0,33 lít đến 2 lít. Thông thường thị trường tiêu thụ mạnh nhất vào khoảng trung tuần tháng 12 âm lịch.